Năm đoàn dự nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ ngày ấy, Lâm Chí Dĩnh hủy dung, Trần Hạo Dân sa đà trùng tu. Đoàn dự là một trong những nhân vật Kim Dung sở hữu lượng fan khổng lồ nhất Hoa ngữ, bởi nhân vật này có ngoại hình thư sinh điển trai, xuất thân danh giá lại rất trọng tình nghĩa. Thế nên, người vào vai này cũng đều là soái ca có tiếng. Đáng tiếc, theo thời gian, ngoại hình của họ thay đổi khá nhiều. Lâm Chí Dĩnh hủy dung sau tai nạn, Trần Hạo Dân lại sa đà vào trùng tu. Vậy những nam thần khác thì sao? Thang Chấn Nghiệp. Cách đây hơn 40 năm, Thang Chấn Nghiệp là một trong những chàng tài tử điển trai nhất của TVB. Đó là lý do mà ông được chọn vào vai đoàn dự trong Thiên Long Bát Bộ 1982 và nổi đình đám, trở thành một trong ngũ hổ tướng của nhà đài. Đáng tiếc, Thang Chấn Nghiệp bị cho là nguyên nhân khiến ông Mỹ Linh ra đi, nên sự nghiệp của ông cũng xuống dốc không phanh. Thang Chấn Nghiệp từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có 6 người con. Vì tính đa tình mà dù đã 64 tuổi, ông vẫn phải vất vả làm lụng để trợ cấp vợ con. Có lẽ đó là lý do Thang Chấn Nghiệp thay đổi khá nhiều, tăng cân mất kiểm soát. Quan Lễ Kiệt. Nói Đài Loan là lò hủy hoại phim Kim Dung chẳng sai chút nào, bởi hầu hết các bộ phim kiếm hiệp mà họ sản xuất đều thất bại, bao gồm bản Thiên Long Bát Bộ 1990. Thế nên, dù đoàn dự Quan Lễ Kiệt rất đẹp trai thì vẫn bị đánh giá mờ nhạt. Quan Lễ Kiệt của hiện tại đã xuống dốc khá nhiều trong sự nghiệp, bù lại anh có gia đình hạnh phúc bên Trương Anna và con gái xinh đẹp giỏi giang. Có lẽ, nhờ thế mà dù đã 61 tuổi nam tài tử vẫn điển trai phong độ. Kim Ki Boom. Cách đây hơn 10 năm, Kim Ki Boom từng là một trong những chàng Mỹ Nam Hàn Quốc được yêu thích nhất ở xứ Trung. Nhờ thế anh mới có cơ hội hóa thân thành đoàn dự của Thiên Long Bát Bộ 2013. Đáng tiếc, bộ phim không được khán giả chào đón. Kim Ki Boom cũng vấp phải nhiều bình luận trái chiều vì tạo hình quá hiện đại. Kim Ki Boom giờ đã rời công ty quản lý và mờ nhạt dần. Trong lần hiếm hoi lộ diện, anh khiến người hâm mộ thổn thức không thôi vì tăng cân khá nhiều. Trần Hạo Dân. Có thể nói, đoàn dự của Trần Hạo Dân là phiên bản kinh điển nhất của làng phim Hoa ngữ. Nhờ thành công của vai diễn này mà Trần Hạo Dân trở thành một trong những cái tên đứng đầu TVB thời ấy. Nhân vật đoàn dự cũng tạo tiền đề để anh gây sốt với vai Na Cha của Đắc Kỷ Chủ Vương hay Tế Công trong bộ phim cùng tên. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Trần Hạo Dân liên tục dính lùm xùm về đời tư, lại còn đóng phim rác. Điều này đã khiến hình tượng của anh sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây, Trần Hạo Dân khiến khán giả tiếc nuối vì trùng tu quá nhiều khiến mặt đổi khác, diễn xuất cũng tụt dốc. Lâm Chí Dĩnh. Lâm Chí Dĩnh cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả khi góp mặt trong Thiên Long Bát Bộ 2003. Từ ngoại hình cho đến diễn xuất vượt trội đã giúp Lâm Chí Dĩnh tạo ra nhân vật của riêng mình, không hề bị lu mờ trước những phiên bản thành công trước đó. Anh cũng được khán giả ca tụng là đoàn dự đẹp trai nhất màn ảnh. Năm 2022, Lâm Chí Dĩnh khiến cả showbiz chấn động vì gặp tai nạn dẫn đến chấn thương đầu và tay. Trong những hình tái xuất gần đây, Lâm Chí Dĩnh khiến nhiều khán giả xót xa vì khuôn mặt tiều tụy mất cân đối, chẳng còn là nam thần không tuổi đình đám một thời nữa. Đây là những chàng đoàn dự nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Tất cả họ giờ đã bước sang tuổi trung niên và chịu sự tác động của thời gian. Trong đó, Lâm Chí Dĩnh là người khiến khán giả tiếc nuối nhất khi dung mạo đổi khác vì tai nạn.